toàn bộ tập thể với Phật cô bác với anh chị có mặt trong đêm tang lễ tối hôm nay. Lời nói đầu tiên con cũng xin gửi lời chia buồn cùng với gia đình của chú Hải, cũng xin gửi lời chia buồn cùng với các anh chị và các bạn là học trò của chú, và xin được cầu chúc cho hương hồng của chú sớm được giảng sanh tịnh độ, và chúc tất cả quý vị có mặt trong đêm tang lễ hôm nay thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và liên tục chương trình, con linh cũng xin phép hát để tặng cho quý vị có mặt trong đêm tang lễ tối hôm nay với một lớp chỉ đạo cái lương ngắn được mang tên Tìm Em Nơi Đâu. Cái ta nhường cho anh ta điện thoại ta nãy giờ ta bún bưng có hàng chục lôi ra anh đâu. Làm gì rồi tình cũng chia ly, về đi em ơi, đừng gọi tên anh nữa mà chi cho mắt lệ sưng sâu. Lần này nữa tôi đã cách biệt nhau rồi, vậy mà từ bấy lâu nay tôi thầm thương trọn vẹn. Mãi mãi bên nhau, có cần đâu những số chờ yêu để hai ta phải chia xa trong đau đớn nghẹn ngào. Lần này nữa thôi rồi chia xa mãi mãi người yêu ơi.
mong cho tình mình đã hết rồi. Thôi thôi nói gì thêm nữa em ơi, định mòn chia đôi từ đây xa cách còn gì nữa. Nhưng nói gì chắc nào có hận trách em đâu. Bởi tất cả làm cho trời cao sắp đặt. Hai ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận đôi nhà. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe cũng như dành tặng những cái lòng yêu thương. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xem đó là.